siêu sao toàn năng của thứ ba, Pedro Osin đối đầu với Hoàng Lâm Zata ông Hoàng. Giữa 12 giờ đêm, ba mẹ con đám thường bén lén vào quán ăn đi, nhưng vì tiệm mì sắp đóng cửa nên bà chủ chỉ có thể nhìn ông chủ. Vào đi, ba người cứ vào đi. Nhanh lên, quán còn nhiều mì lắm. Cứ tự nhiên không phải ngày, bà chủ nhà tiệm sắp chỗ ngồi cho ba mẹ con. Hôm nay là đêm giao thừa, bà chủ nhà xếp cho ba mẹ con ngồi ở bàn số 2. Cô chỉ gọi một